đã đến với kênh tôi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ quay chiếc BMW Z4. Đời này khá là dị, mặc dù nhìn không dị bằng cái đời Chris Mango, nhưng mà con này là nó như kiểu là một bản facelift của con Chris Mango. 5 drive này, 20i này, thì chắc là con này là bản cũng không phải là bản cao đâu, nhưng mà trông khá là đẹp. Tôi thấy con này theo tôi là nó cũng một vài góc thì nó sẽ đẹp hơn con mới bây giờ, tại vì là cái độ nhỏ của nó này, với lại là cái con mới là nó hơi oversize một tí, nhất là cái phần cản dưới. Con này thì trông mắt nó có vẻ là hơi tức tức một tí, mắt nó hơi chịu xuống như này, trông hơi dị, nhưng mà cái bề thế, cái độ stand, cái độ mà gọi là bám mặt đường ấy, nhìn cái graphic trông nó đẹp hơn con mới. Mắt thì có vẻ hơi dị, nhưng mà tôi thấy là cái đấy cũng là một cái điểm hay của những con BMW cái thời 2000 mười mấy này. Con M6, M5 hay là mấy cái con 6 với cả con 5 ấy, trông nhìn cũng buồn cười. Mắt nó có vẻ là có một cái emotion ấy, nó có một cái biểu cảm rõ rệt, chứ nó không phải là mờ nhạt hay là oversize như là con mới đây. Cái phần dưới này cũng có một cái mắt liếc liếc giống như con ở trên. Mắt gọi là mắt tức ấy. Nó cũng uốn trông khá là dị. Mâm thì con này bản thiếu, con này chắc chắn là bản thiếu, chắc chắn là bản thấp hơn. Có cái logo BMW đây. Đấy, và 5 S-Drive này, 20i thì con này thì là con cổng sau, S-Drive là cổng sau. Mạ chrome và cái đèn xi nhan bên này khá là đẹp. Gương rất là nhỏ nha, tôi rất thích cái gương nhỏ. Con này là bản hot top, là bản mui cứng, nó sẽ mở ở đằng sau, gập đằng sau như này. Bên trong nội thất thì là có bọc da màu trắng này. Cần số rất là to bản và rất đẹp nha. Cái nút bấm trông cũng khá là cũ và khá là dị, tôi cũng thích cái kiểu này. Hình như cái màn hình này là tôi nhớ không nhầm là nó sẽ mở lên mở xuống đấy. Đây các bạn có thể thấy bên này. Đấy, nó có một cái mở để nó gập lên gập xuống, trông khá là buồn cười. Đằng trước thì tôi đã nói rồi, cái đèn này này các bạn. Đây cái góc này. Đấy, các bạn nhìn trông nó hơi kiểu như là nó vừa buồn nó vừa tức ấy, trông buồn cười rồi. Mũi thì cũng to bản nhưng mà không bị to quá. Có mạ chrome bên trong này. Máy con này thì máy tôi cũng không chắc, phải hỏi anh Khang, nhưng mà bản 20 này tôi đoán là bản 4 xi lanh. Số tự động này chắc là 6 cấp gì đấy. Tôi ra xem cái gauge cluster nó như này. Đằng sau thì ta có đèn phanh thứ ba, đèn phanh chính, ống xả đôi ở hai bên, nghiêng sang hai bên, còn hai bên này không có. Theo tôi thì cái này trông khá đặc trưng, trông khá là buồn cười, nhưng mà cái này là cũng hay. Tôi thấy là con này nó unique hơn là để ví dụ một bên này trông nó không, nó không, cái này trông nó dị dị hơn, trông nó hợp với cả tính cách. Có anten rất là dài. Bên trong này thì cũng không nhìn rõ, nhưng mà yeah. Con này không biết là không nhìn rõ được, nhưng mà cái vô lăng khá là cũ này. Con này thì cũng cũ rồi, con này đời khoảng 2015 trở xuống hoặc là 2015 gì đấy. Trông cũng được. Mâm con này tôi đoán chắc cũng chỉ 17 inch thôi. Con này bản cao hơn thì nó sẽ có mâm to hơn. Con này đâu xem nào. Con này là R10 Bridgestone. Lốp Bridgestone. Tay nắm cửa khá là bọng. Con này thì tôi chưa tìm được là bao nhiêu inch, nhưng mà 10 hả? Con này cũng không tìm được cái thông số đâu cả. R17 inch. Đúng rồi. Cái này cũng đúng, tôi đoán đúng là 17 inch luôn. Nóc capo của con này nó mở đến tận đây này các bạn ạ. Nó cắt xuống đây này. Nó mở như này, nó cắt xuống đây, nó mở cả cái phần fender này. Nó mở đến tận đây này. Đấy. Cả cái cục này là nó mở lên rất là to. Đúng rồi.
cảm ơn bạn xem. Xin chào tạm biệt. Tôi sẽ đi tour một vòng quanh chiếc xe này. Đây, và có một cái đường mà tôi rất thích của con Z4 là cái đường nó chạy từ cái mũi này vào đây này, xong rồi lên trên cái thân này, xong lại xuống dưới này. Đấy, rất là đẹp. Cái phần cái này như là cái hông muscle. Phần đường này nó lại chuyển vào đây, xong nó lại xuống dưới đèn hậu, rất là đẹp. Rất là uyển chuyển. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.